và các bạn đánh tin nhanh 24/7. Bản chế âm Bitstream 2021 ra mắt, tăng công suất và thêm công nghệ. Với việc được tinh chỉnh một hệ thống động cơ, chế âm Bitstream 2021 có công suất hơn cái đời cũ là 2,9 lực. Chế âm Motorcycle vừa ra mắt một cái phiên bản mới của dòng Bitstream. Đây là mẫu xe thứ 3 thuộc cái dòng sản phẩm cho năm 2021 của nhà sản xuất chế âm. Trước đó là các phiên bản như Trident 660 và Rambler 2021. Cái lần nâng cấp này thì Bitstream 2021 vẫn giữ nguyên thiết kế vốn có của đời trước, nhưng chỉ tập trung cải thiện khả năng vận hành thông qua những nâng cấp về trang bị lẫn động cơ. Bitstream 2021 có cái chiều cao 1110mm, rộng 760mm và chiều dài cơ sở 1430mm. Cái mẫu modem flagship này có khối lượng cô 196kg. Chi tiết nâng cấp đầu tiên của Bitstream 2021 là một hệ thống chiều trước, nay được ứng dụng một cái giảm sóc hành trình ngược của Maruti 43mm thay cho cái giảm sóc của Kayaba với 41mm. Phanh trước dùng kẹp phanh của Rainbow M50 4bis, nhưng cái đĩa phanh được tăng kích thước lên từ mức 320mm. Chế âm Bitstream 2021 được trang bị hệ thống đèn full LED với một cái chó đèn chính thiết kế tròn theo đúng phong cách cổ điển. Bitstream hoàn toàn mới, không còn ứng dụng cái dây da truyền thống, thay vào đó là bướm cây điện tử. Với lần nâng cấp này, ngoài người lái này có thể lựa chọn ba cái chế độ lái gồm Train, Cross và Sport. Mỗi chế độ sẽ có cách điều chỉnh thời gian phản hồi ống gà và kiểm soát lực kéo khác nhau. Bitstream được chia sẻ phần động cơ với cái dòng là Thruston R với động cơ 1200cc. Trên cái chiếc Bitstream 2001 đã được tinh chỉnh để cho ra công suất 98,5 lực tại ngưỡng mồm tua là 7250 vòng trên phút. Moment xoắn cực đại là 112 Nm, tại ngưỡng mồm tua máy là 4250 vòng trên phút. Cái động cơ này cho ra công suất mạnh hơn cái bản cũ là 2,9 lực. Chế âm cũng cho biết Bitstream 2001 cho ra công suất cao hơn ở giải vòng tua trung bình, cùng với khả năng phản hồi tốt hơn nhờ giảm 17% cái lực quán tính. Các công nghệ hỗ trợ trên cái mẫu xe mới có thể kể đến như cái giảm sát áp suất lốp đi cùng với chìa khóa từ và cổng sạc USB v.v. Trên Bitstream 2001 sẽ có 3 màu sắc cho khách hàng dễ dự dàng lựa chọn, gồm cam màu đỏ Crest Hopper, màu xám Maxton Ray và cam màu đen Sepet. Tại thị trường Việt Nam hiện nay, chế âm cũng đang phân phối chính hãng Bitstream cái đồng là 2019 với mức giá bán từ là 589 triệu Việt Nam đồng, mức giá này bao gồm thuế VAT. Đối thủ của dòng xe này chính là cái chiếc Ducati Rambler 1100 với mức giá bán dao động là từ 482 triệu Việt Nam đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, chi tiết nhớ like, share, subscribe.